tôi quay quảng cáo dùng câu luôn nha. Dạ. Tôi đưa qua YouTube tôi quảng cáo bánh xèo nước cấm mà ngay chỗ cái cáp treo luôn ha. Dạ. Bánh xèo Úc Anh. Phước Anh. Úc Anh. Úc Anh, Úc Anh. Dạ. Cô chủ quán là ông chủ quán là vui vẻ luôn. Dạ. Có ông nhà bán. Coi như là bán hai cái bánh xèo tặng dĩa rau á. Tặng miễn phí hai ly trà đá nữa. Miễn phí. Có mà cầu mình đã tặng dĩa rau lên đây rồi dĩa rau chắc con sập tiệm luôn quá.